Lồng sấy tốt nhất dành cho mèo. Lồng sấy gỗ tự chế ư? Phải là lồng sấy Takumi này. Ngoại hình em này thì không đẹp lắm, vuông thành góc cạnh. Ngoại hình em này đẹp, tròn tròn sang chảnh, như nhà có điều kiện. Được cái là cái lồng sấy gỗ này giá thành thấp hơn, vừa ví tiền, nhưng không có chế độ khử khuẩn, phải khử khuẩn bằng tay. Cái lồng sấy Pekomi này thì giá thành cao hơn một chút, nhưng lại có chế độ khử trùng ion và ozone. Bấm nút là sạch khuẩn, khỏi lo mèo nấm giận. Đồ chơi và phụ kiện cho vào khử khuẩn luôn. Quan trọng nhất là khúc này, lồng sấy gỗ có thể nhét được 3 con cùng một lúc, nhưng mà lâu lắm. Với cả ẩm, lồng sấy Pekomi thì chỉ được 2 đứa thôi, nhưng mà nhanh mới khô hơn. Bình thường mà chỉ sấy một đứa thì lồng sấy gỗ này thua xa rồi nhá. Thôi, so sánh thế thôi, không lại mê máy này thì tốn tiền. Mình đã chuẩn bị gì khi lần đầu tiên đưa mèo đi thi hoa hậu? Thứ nhất, lồng vận chuyển. Nhà mình cho 2 đứa đi thì không có ba lô đủ vừa. Quyết định của mình là cho luôn vào cái giỏ quần áo này, vừa rộng rãi, vừa thoải mái, lại còn rẻ nữa. Thứ hai, mèo đến sâu, nhiều người qua lại, rất dễ bị choét, nên phải có thêm vải phủ chuông. Cái này không mất tiền vì xin của mẹ. Thứ ba là cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp và một bé mèo đã được đi spa. Nếu mà cẩn thận hơn như mình thì có thể mang thêm cỏ mèo hoặc cần câu để cho mèo chơi đỡ bị choét nhá. Ok rồi, thì tiến tới hội trường thôi. Chi phí tối thiểu để nuôi một con mèo là bao nhiêu? Nuôi mèo thì quan trọng nhất là ăn và ẻ. Mèo thì thường ăn ít, mỗi con ăn tầm 200 gram thịt một ngày. Một tháng tổng là 6 kg thịt, loại rẻ nhất là ớt gà 55.000 một cân. Vậy tiền thịt tổng là 330.000 một tháng. Thi thoảng thường thêm cho nó xúc tưởng và ba tê thì tầm 100 gram nhá. Tổng tiền ăn là 430.000. Cát thì 2 tuần 1 bịch 8 lít, tổng là 100 gram nhá. Tiền sữa tắm, lăn lông, phụ kiện các kiểu phải thêm 50.000 một tháng. Vậy tổng là 580.000 một tháng. Đây là chi phí rẻ nhất rồi đấy, không ai nuôi mèo mà rẻ hơn đâu. Cách chọn nhà vệ sinh cho mèo. Nhà vệ sinh cho mèo thì có rất nhiều kiểu dáng mẫu mã. Nếu mua nhà vệ sinh nhỏ thì vừa gọn nhà mà vệ sinh lại nhanh. Nhưng chậu nhỏ chỉ dành cho mèo lúc nhỏ, lớn lên mà dùng chậu này thì chắc chắn mèo đi bệnh lung tung. Vậy nên phải chọn khay phù hợp với mèo. Ví dụ mèo dài 35cm thì khay sẽ là 35 x 1.5, để mèo có thể thoải mái xoay người. Lắp cát. Nhà mình thì một loại có cả nắp nữa. Mèo lắp cát cũng không bị văng ra ngoài mà còn ngăn mùi. Lưu ngay công thức này để lựa nhà vệ sinh nha. Mới thay cát một hôm mà chậu cát đã bốc mùi, phải làm sao nhở? Để mèo check, hạt khử mùi chậu cát cho mèo nhá. Ai mà dùng cát đậu nành thì biết, loại này khử mùi hơi kém. Ngồi làm việc mà cứ ngửi thấy mùi thum thủm, rất khó chịu. Nên mình phải dùng thêm hạt khử mùi này, mỗi lần cho 5-6 viên là thơm tức luôn. Mùi hương thì rất thơm, nhưng cái này lại nhanh bay mùi, nên mình phải đổ vào thường xuyên nhá. Ngồi làm việc mà thấy dễ chịu hẳn. Mèo check, ok, anh em nuôi mèo, yên tâm dùng nhá. Những điều chỉ có người nuôi mèo mới hiểu. Thứ nhất, khắp nơi trong nhà đều toàn lông. Giường, sofa, quần áo, chỗ nào cũng dính lông. Không những thế, mùa rụng lông nó còn bay lơ lửng trên không này. Đi ra đường nhìn, ai cũng biết nhà nuôi mèo. Thứ hai, đồ trong nhà đều bị mèo phá nát bét. Thảm tập chi chít lỗ, toàn là mèo cào. Rèm cửa, ghế ra, yên xe cũng tả tơi không kém. Cái sofa chụp củ nó cũng không tha. Cuối cùng là hôm nào cũng được đào vàng miễn phí. Một ngày đào được cả bao vàng, bán chỗ này đi cho thằng to đấy. Sự khác nhau giữa người mới nuôi mèo và người nuôi mèo một năm. Người mới nuôi mèo, ui em bé của chị yêu quá, cho thơm cái nào. Và người nuôi mèo một năm, mày là đồ chơi của tao, mày là đồ chơi của tao, lêu 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 lêu. Người mới nuôi mèo phải xé nhỏ ức gà ra, không con ăn bị hóc. Mèo mèo lại đem ức gà cho bao lớn nhá, yêu lắm. Và người nuôi mèo một năm, lấy kéo cắt cho nhanh, ăn không, không ăn nhịn. Người mới nuôi mèo phải mua cái này nữa, chắc chắn sẽ phải dùng. Và người nuôi mèo một năm không mua gì hết vì làm gì có tiền. Lực chảy lông có nút bấm gì khác gì so với lực chảy lông có nút bấm thường? Để mèo xem nhá. Cái loại lực thường này thì đầu bấm lông rất dễ kẹt, răng lược thì cứng, chải mèo kêu đau, chưa kể dùng 2-3 lần là răng lược gãy hết. Đúng là phí tiền. Nhưng lực xịn thì khác, cầm chắc chắn hẳn, răng lược còn được bọc nhựa cho mèo đỡ đau. Chải xong chỉ cần bấm một cái là ra lông luôn. Mỗi lần chải lông mèo không chạy mất dép nữa mà còn nằm im như chải. Đúng là tiền nào của đấy. Mèo chết, loại này ok, anh em đôi mèo yên tâm dùng nhá. Nếu mẹ nhà bạn đã quá chán pate thường thì hãy thử đổi khẩu vị cho bé. Check ngay pate sẽ bị tôm trái cây nhá. Pate trái cây thì tưởng làm từ trái cây chứ, toàn thịt luôn, quá lửa. Trái cây thì cũng có nhưng mà hơi ít đấy. Còn thịt này chắc là thịt cá ngừ, đây vẫn còn nguyên tảng, không bị nhão ra đâu. Còn về mùi hương à,
ba tê này thì không bị nặng mùi như ba tê thường, nhưng mà có một vị chính là vị trứng cá hơi bị tanh nhá. Mèo nhà mình thì như con heo nên nó ăn hết, chả chê vị nào. Nhược điểm là giá hơi nhỉnh chút nên thi thoảng trộn hạt thêm cho nó ăn chứ không thì sàn nghiệp. Mèo check, ok. Anh em nào muốn cho mèo ăn ba tê nhẹ mùi thì thử nhá. Mèo nhà em nghiện hạt, mẹ lo bé bị giận quá, chị chỉ em cách cắt hạt cho mèo với. Nếu mèo chỉ ăn hạt không thì khả năng mèo bị giận là rất cao. Cách tốt nhất là mới thêm các loại thịt vào khẩu phần ăn của mèo. Hôm nay mình sẽ chỉ bàn cách thêm thịt vào khẩu phần ăn của mèo để bé mèo luôn khỏe mạnh nha. Công thức bích là 2 phần hạt, 1 phần thịt. Nếu mèo chịu ăn rồi thì từ từ giảm dần lượng hạt xuống nha. Lưu ý, phải trộn kỹ thức ăn để mèo không nhằn được. Quan trọng nhất là phải kiên trì thì mới có kết quả. Đừng thấy mèo chán ăn mà bỏ cuộc. Công thức này đã cai nghiện thành công cho rất nhiều bé mèo. Ai mà có mèo nghiện hạt thì phải thử ngay nhá. Mèo ăn hạt bị thận, có đúng không? Thực ra mèo bị thận là do chế độ ăn thiếu đạm từ thịt làm cho nước tiểu thiếu tinh axit. Thế nên kể cả khi mèo ăn hạt và uống nước đầy đủ thì mèo vẫn bị thận như thường. Mèo bị thận sẽ rất đau đớn và có nguy cơ cao là sẽ mắc thêm các bệnh khác nữa. Tốt nhất là mua hạt về chỉ để chống cháy hoặc thưởng cho mèo ăn thôi. Bạn hãy cho mèo ăn ba tê, gà luộc và giò để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho mèo khỏe mạnh nhé. Chứ đừng coi hạt là thức ăn chính, hạt không đầy đủ dinh dưỡng như bạn nghĩ đâu. Vừa chuyển đầu tắm cho con mèo xong mà nó lại bị bẩn hết người. Nghĩ đến cảnh tắm cho nó lần nữa thôi mà sợ. Có một cách nhanh hơn, đấy chính là dùng bọt tắm khô siêu thơm này. Chỉ cần ấn 4 đến 5 cái là đủ dùng cho con này. Sau đó dùng bọt massage cho mèo. Vừa đỡ bị cào mà mèo lại thích. Để nó thấm đều hơn thì phải dùng lược chải. Chai này thì cũng có đầu chải nhưng mà hơi mềm. Mình thì mua luôn loại lược thường này cho nhanh. Cuối cùng là dùng khăn khô để loại bỏ bọ bẩn trên lông mèo. Chẳng cần giấy nên tiết kiệm được ổn thời gian. Sản phẩm lành tính kể cả khi mèo liếm lông. Vừa thơm, vừa nhàn mà mèo không trèo lên đầu. Không làm thì chỉ có lười thôi, chứ làm ba tê mèo dễ hơn. Áp dụng công thức người không điểm bếp cũng làm được ba tê mèo này xem. Cần chuẩn bị ức gà, gà gà, sữa không đường và bí đỏ. Công thức làm quá đơn giản. Bước 1, ngâm gan vào sữa để loại bỏ mùi tanh. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ bổ bí và thái gà. Sau khi sơ chế tất cả các loại nguyên liệu, bước 2, ta sẽ bỏ vào nồi và đun sôi từ 10 đến 15 phút nhá. Ủ, thơm mùi ba tê quá. Bước 3 là chờ nguội rồi cho vào cối xay nhuyễn. Lưu ý là phải múc thêm cả nước nhá, không là hỏng máy xay đấy. Xay đến khi các thực bảo được thì được. Đấy, chỉ có 3 bước mà đã có một nồi ba tê mèo mê rồi. Vừa tốt cho sức khỏe của mèo, vừa tốt cho sức khỏe của mình. Vừa chiến đấu tắm cho con mèo xong mà nó lại bẩn hết người. Nghĩ đến cảnh tắm cho nó lần nữa thôi mà sợ. Có một cách nhanh hơn, đấy chính là dùng bọt tắm khô siêu thơm này. Chỉ cần ấn 4 đến 5 cái là đủ dùng cho con này. Sau đó dùng bọt massage cho mèo. Vừa đỡ bị cào mà mèo lại thích. Để nó thấm đều hơn thì phải dùng lược chải. Chai này thì cũng có đầu chải nhưng mà hơi mềm. Mình thì mua luôn loại lược thường này cho nhanh. Cuối cùng là dùng khăn khô để loại bỏ bọ bẩn trên lông mèo. Chẳng cần giấy nên tiết kiệm được ổn thời gian. Sản phẩm lành tính kể cả khi mèo liếm lông. Tắm xong là thơm phức cả một tuần luôn. Một ngày phục vụ hoàng thượng thì như thế nào? Mời hoàng thượng ăn gà, mời hoàng thượng uống sữa, mời hoàng thượng ra nằm võng để em dọn nhà. Lau dọn lúc nào cũng phải hai nước mới xài. Tương tương rồi đấy. Còn một cái khó nhất chính là đống cát trước cửa nhà vệ sinh tối qua bị nước mưa hắt vào. Quét thì còn bẩn hơn. Máy hút bụi thường cũng bó tay. Ước gì có ai tài trợ cho cái máy vừa lau nhà vừa hút bụi thì tốt nhở. Dọn dẹp dễ dàng. Máy hút bụi Dreamy H12 Pro còn tràn viền. Có thêm cả chức năng giặt sấy sau khi dùng, không phải bẩn tay. Nhà vệ sinh này chỉ cần đẩy qua một cái là sạch. Thì thoảng mà mèo có nôn búi lông ra thì vẫn hút được luôn. Hoa cỏ gì cũng hút hết, không có tí khó khăn nào với nó cả. Còn máy này thì tiện quá nhở. Tình ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Nuôi mèo không mèo, phần nặng Lulu, dậy đi, nằm cả ngày thấy con heo rồi đấy. Để khích lệ Lulu vận động, hôm nay mình sẽ quyết định làm tặng nó một món đồ chơi mới. Quan trọng là không mất đồng nào. Chỉ cần vài tờ giấy bỏ đi và một chút cỏ bạc hà. Nếu muốn đẹp hơn có thể dùng giấy màu như mình, vo tròn tờ giấy lại như thế này, sau đó đổ thêm cát nít vào trong rồi dùng băng dính quấn lại thôi là xong rồi. Không cần bịt kín đâu, để hở tí cho mèo con hít. Ném cho con mèo chơi thử xem, nhìn là đã thấy nó mê lắm rồi. Chạy quách nhà để bắt quả bóng, ai mà không muốn cỏ mèo rơi vãi thì treo nó lên như thế này, chơi xong là nằm thở hổn hển luôn. Làm cái này vừa rẻ mà mèo lại mê, các xe lưu vào làm ngay nhá. Cần chuẩn bị gì cho người mới nuôi mèo? Phần 1, đồ ăn thì phải chọn loại có đạm động vật cao, vừa không bị chảy mà vừa tốt cho mèo. Căng da bụng thì trùm da mát, không muốn nó nằm bờ nằm bụi thì phải sắm cho nó cái ổ 2x1 này. Chứ đừng mua cái đệm này, mèo không nằm đâu. Cuối cùng, cái cần nhất cho con này chính là chỗ ẻ. Nên chọn cái nào rộng rãi và có nắp như thế này.
vừa ngăn mùi mà nó lớn lên vẫn dùng được tốt nha.